Quay cứ quay đi, quay đi. Điện rồi này. Thôi quay nhanh cũng được rồi, đây là quay cả này, bắt quỳ xuống này, bắt quỳ xuống này, đây bắt quỳ xuống này, bắt quỳ xuống đánh, bắt quỳ xuống đánh như thế này, bắt quỳ xuống này, bắt quỳ xuống này, anh này chả có quyền thì anh bắt quỳ xuống này. Để xe lại, đây này, bắt quỳ xuống này, bắt đánh như này, như đúng rồi, luật lệ đã vi phạm như nào, vi phạm. Đây, phải đánh như thế không được. Đây, bắt quỳ này, không được. Đây, cháu quậy rồi. Không ai bắt quỳ cả. Còn gì đây rồi, quay lại rõ ràng rồi, không thể chối được. Mấy ông này quay như ông làm ăn nghe không được. Mẹ bây giờ thì mẹ con người ta vi phạm đâu xử lý đấy, mẹ đánh nó như thế, xong bắt đầu bắt nó quỳ xuống thế nào được. Thì đúng vậy thôi. Vi phạm thì bắt là xử lý, nhưng mà làm như này là không được. Trường hợp nào trường hợp, nhưng mà không thể làm này được. Nghiêm trọng cái gì, nghiêm trọng cái vi phạm cái gì, giết người không nghiêm trọng. Giết người không nghiêm trọng. Không thật giết người không nghiêm trọng. Đây có bao nhiêu người dân, mấy người làm không được. Còn gì nữa mẹ mày. Không bảo đánh nó như thế, bắt nó quỳ xuống không được. Em quay rõ ràng rồi, không phải chối được. Mẹ quay, cháu quay được này. Cháu quay này. Bắt nó quỳ xuống ngay thằng này đúng không? Ba thằng này đi xe không? Nó chỉ vi phạm giao thông rồi. Thế nhưng mà không được làm như thế. Mày cứ đứng đấy. Tôi yêu cầu, tôi bảo anh gọi chính quyền địa phương ra lập biên bản. Gọi chính quyền địa phương lập biên bản này. Gọi chính quyền địa phương lập biên bản này. Thì bao nhiêu người chúng này. Không để ba người nó bắt quỳ xuống mà. Đúng không anh ở đây anh biết đúng không? Ít mẹ đúng không?